Sáng 5 tháng 6, có 75 ca mắc COVID-19 trong nước, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam là 8.364. Bản tin sáng 5 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có 77 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh cách ly ngay, 75 ca còn lại ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 45 ca, Bắc Ninh 19, Thành phố Hồ Chí Minh 10 và Hà Nam 1. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 8.364. Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam. Tính từ 18 giờ ngày 4 tháng 6 đến 6 giờ ngày 5 tháng 6 có 77 ca mắc mới, BN.8.2.8.8.3.6.4. 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh. 75 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 45, Bắc Ninh 19, Thành phố Hồ Chí Minh 10, Hà Nam 1. Tính đến 6 giờ ngày 5 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 6.819 ca ghi nhận trong nước và 1.545 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, 5.249 ca. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đến 6 giờ ngày 5 tháng 6. Cả thế giới có 173.251.174 ca mắc, trong đó 155.997.399 đã khỏi bệnh, 3.725.685 vong và 13.528.090 điều trị, 88.194 ca diễn biến nặng. Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 356.448 ca, tử vong tăng 8.802 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 25.214 ca, trong đó, Malaysia tăng 7.748 ca, Philippines tăng 7.450 ca, Indonesia tăng 6.486 ca, Thái Lan tăng 2.631 ca, Campuchia tăng 886 ca, Singapore tăng 13 ca. Khu vực châu Âu tăng 47.411 ca, Bắc Mỹ tăng 24.258 ca, Nam Mỹ tăng 80.565 ca, châu Á tăng 190.991 ca, châu Phi tăng 13.174 ca, châu Đại Dương tăng 49 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới. 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ca bệnh BN8346, BN8349 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 1 tháng 6 năm 2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 75 ca ghi nhận trong nước. Ca bệnh BN8288, BN8303, BN8309, BN8313, BN8318, BN8323, BN8345, BN8347, BN8348, BN8350, BN8354 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh BN8299 ghi nhận tại tỉnh Hà Nam, nam, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, là F1 của BN4141, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 4 tháng 6 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh BN8300, BN8302, BN8304, BN8308, BN8310, BN8312, BN8314, BN8317. BN8319, BN8322 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, 2 ca là F1, 10 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, 7 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ. Kết quả xét nghiệm ngày 3 đến 4 tháng 6 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh BN8355, BN8364 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, 2 ca là F1, 8 ca liên quan đến Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng. Kết quả xét nghiệm ngày 4 tháng 6 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Tình hình điều trị. Số ca âm tính với SARS-CoV-2. Lần 1, 213. Lần 2, 82. Lần 3, 78. Số ca tử vong, 51 ca. Số ca điều trị khỏi, 3.242 ca. Số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Cách ly, 176.875, trong đó. Cách ly tập trung tại bệnh viện, 2.872. Cách ly tập trung tại cơ sở khác, 32.641. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú, 141.362. Thông tin tiêm chủng. Tính đến 16 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh trên thành phố với 1.217.607 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 32.401 người. Có thêm 60.701 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại 7 tỉnh trên thành phố trong ngày 4
tháng 6 năm 2021 như sau. 1. Hà Nam, 33. 2. Bắc Giang, 36.321. 3. Bắc Ninh, 19.097. 4. Yên Bái, 444. 5. Lào Cai, 2.811. 6. Khánh Hòa, 137. 7. Các đơn vị tư tại Hà Nội, 2.708. Sáng 5 tháng 6.